Xin chào quý anh chị khách hàng, chào mừng mọi người lại quay trở lại cùng với em Kiên Sofa. Hôm nay thì em bàn giao một đơn hàng đi rất xa, tới tận Hậu Giang, cách em tới hơn 2.000 km mọi người ạ. Một bộ sofa chất lượng lắm, bộ sofa được làm từ gỗ hương. Mẫu này thì quá quen thuộc rồi, mọi người có thể thấy là cái kiểu dáng cho đến thiết kế thì nó vẫn mang đậm dấu ấn mà Sofa Hà Nội đang triển khai sản xuất rất nhiều. Đó chính là một cái hệ chân thuyền, một hệ chân thuyền giống như là tất cả những cái mẫu chân thuyền khác, nhưng mà có một vài cái điểm tinh chỉnh, đó chính là cái chân thuyền này thì nó được làm to hơn, lớn hơn, dày dặn hơn, và đặc biệt là nó có một cái đường soi, đường vát này, nó đem đến một cái dáng vẻ cực kỳ là khỏe khoắn dành cho chính cái mẫu chân thuyền này. Đây, mã này là KS66 mọi người nhé. Và từ khi thay đổi cái mã KS55 theo kiểu mềm mại nhẹ nhàng sang cái kiểu dáng KS66 này thì đúng là mọi dự đoán của em Kiên đã thật sự rất chính xác. Bàn giao rất nhiều và quý anh chị khách hàng chọn cái mẫu này cũng thật sự rất rất là nhiều trong thời gian gần đây. Mẫu này thì được làm từ gỗ hương mọi người ạ. Và kết hợp với nó sẽ là một cái bộ da đệm, một bộ da đệm cũng chất lượng, cực kỳ chất lượng, loại microfiber nhập Ý mọi người nhé. Một trong những cái hệ da tiêu chuẩn mà em Kiên đang triển khai trên tất cả những cái hệ sofa của mình rồi. Da này là da nhân tạo mọi người nhé, chưa phải là da bò. Nhưng mà đây cũng là một cái chất da rất là sang, xịn, và nó đem đến cho mọi người một cái cảm giác tự nhiên về bề mặt cực kỳ tốt. Khi mà kê ở trong không gian phòng khách thì đây sẽ là một trong những cái sự lựa chọn cực kỳ tuyệt vời. Đặc biệt là cái màu nâu hơi ánh đỏ của nó sẽ cực kỳ ăn nhập với cái hệ sofa mà em Kiên đang sơn theo cái màu của gỗ óc chó này nữa. Mẫu này thì nó sẽ rất phù hợp để bác nào kê ở trong không gian phòng khách có cái diện tích khoảng 20m², trên dưới 20m² mọi người nhé. Với cái phần đôn này, cấu trúc một đệm ngồi, như mọi người có thể thấy là em ngồi rất vừa vặn. Và cái đôn này thì chiều dài là 1m2 và chiều rộng là 60cm. Đây cũng là một trong những cái chiếc đôn kích thước rất là tiêu chuẩn, với ngăn kéo ở bên này. Đó, mọi người có thể thấy là đây là ngăn kéo này, ngăn kéo lớn này, và bệ tì tay ở phía bên đây. Đó, bệ tì tay này thì nó có nhiều công dụng, nó vừa giúp cho mọi người tì tay vào đây, và nó cũng giúp cho mọi người có thể chặn và cố định cái phần đệm ở giữa, giúp cho nó chắc chắn. Hơn nữa thì cái đôn này nó cũng có thêm một cái chức năng nữa, đó chính là nó vô cùng tiện dụng. Mọi người có thể kê nó ở đây hay là ở đây, hay là bất cứ vị trí nào ở trong không gian phòng khách thì đều được, bởi vì nó rất nhỏ gọn và cực kỳ dễ di chuyển. Tiếp theo, vuông góc với chiếc đôn thì mọi người sẽ có văng lớn nhất, chiều dài là 2m80 và chiều rộng 85cm. Cũng rất tiêu chuẩn đúng không mọi người? Và cấu tạo thì cũng tiêu chuẩn. Một cái phần bệ tì tay đi kèm với mặt táp ngăn kéo lớn ở bên này. Mặt táp ngăn kéo lớn thì đương nhiên rồi sẽ là ngăn kéo lớn để mọi người có thể sử dụng. Và cái phần mặt táp ngăn kéo này thì nó sẽ giúp cho mọi người để vô số những cái đồ dùng vật dụng ở trong không gian phòng khách mà rất tiện dụng nhé mọi người. Tiếp theo thì vuông góc với cái phần văng dài sẽ là văng ngắn. Đó, văng ngắn này thì chiều dài sẽ là 2m và chiều rộng cũng là 85cm, được bố trí hai đệm ngồi. Và mọi người có thể thấy là mỗi mặt đệm ngồi đều ngồi rất là thoải mái luôn. Rất là thoải mái với gối ôm, tựa lưng, và đặc biệt là một cái phần mút rất là êm, mút rất là êm. Mút được tăng êm bởi một cái lớp bông, nên là khi mà mọi người ngồi thì nó sẽ cực kỳ là thoải mái và dễ chịu. Vẫn có bàn kẹp góc được chám vào cái điểm nối của văng ngắn và văng dài. Và đây cũng là một trong những cái phương án mà rất nhiều bác cần để trang trí cho không gian phòng khách. Khi mà mình sẽ có chỗ để lọ hoa này, để thêm tượng Phật trang trí này, hay là những cái bình gỗ phong thủy, hoặc là mọi người có thể để lũa, những cái tấm gỗ lũa rất quý thì mọi người có thể để lên đây. Nó giúp cho bộ sofa của mọi người sẽ sang hơn rất là nhiều đấy. Rồi, cuối cùng thì mọi người có thêm bàn trà được đặt ở trung tâm, chiều dài của bàn trà là 1m rưỡi và chiều rộng là 90cm. Bàn trà này thì vẫn là một cái tấm gỗ liền được bố trí ở phía trên mặt này. Đó. Thông thường khách hàng thường hay hỏi em là độ lớn và chiều cao của bàn trà là bao nhiêu là đủ. Thì độ lớn của bàn trà sẽ phụ thuộc vào độ lớn của các thành phần văng mọi người nhé. Và chiều cao sẽ là 45cm. Đó chính là một cái chiều cao tiêu chuẩn. Hơn nữa thì cái bàn trà này nó cũng được bố trí tới hai ngăn kéo này mọi người có thấy không? Đó, hai ngăn kéo này thì có thể để được rất 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 là nhiều đồ dùng. Đó, đặc biệt là ở trong không gian phòng khách thì mọi người biết rồi đấy. Có rất là nhiều những cái đồ dùng vật dụng mà nó nhỏ nhỏ xinh xinh khác nhau. Vì vậy nên là để vào đây rất là tiện nhé mọi người. Rồi, tổng thể bộ sofa rất là đầy đủ và cực kỳ gọn gàng để kê ở trong không gian phòng khách của một không gian nhà mới mà anh khách hàng của em vừa mới xây xong. Rất cảm ơn anh đã tin tưởng theo dõi em từ một khoảng cách rất là xa xôi và đặt hàng em Kiên một cái bộ sofa chất lượng như thế này. Thật sự thì cái tình cảm này nó rất là lớn và em Kiên cũng không biết là làm thế nào để đền đáp được những cái tình cảm lớn đến như vậy, và chỉ biết là tập trung chăm chút vào từng cái chất lượng sản phẩm, làm sao để cho mọi người có được một bộ sofa chất lượng nhất để mang về trong không gian phòng khách nhà mình trang hoàng, giúp cho mọi người có được một cái cuộc sống
giúp cho mọi người có được một cái trải nghiệm thật là tuyệt vời, không chỉ là mua hàng mà còn là cả một cái hệ không gian phòng khách được mình chăm chút. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều.